đấy. Có cái ông dục kia ấy cho ông nội đó, ông gửi nó siêu tay không á. Nó bự như người. Chưa ăn. Lên thu vô. Xin chào tất cả những anh em đã và đang đam mê bộ môn câu lua nha mọi người. Thì hôm nay Thuận đã nhận được khá là nhiều đóng góp tích cực, khá là nhiều là phản ánh tích cực, phản hồi của anh em đó. Là anh em mới câu mà anh em dính cá, anh em mừng quá. Mới câu mà dính cá, đại đa số là dính bằng cá sắt. Đại đa số là dính bằng cá sắt, nhất là những anh em miền Bắc đó. Thì sau lưng Thuận đây là một cái địa hình, đây là một cái đập, đây là một cái đập, đây là một cái đập khá là sâu đó, sâu khoảng 2-3 mét nước á. Thì địa hình này thì thấy thường thấy như là hầu như chỗ nào cũng có, tức là những cái ao trống, những cái ao móc đất, những cái ao, những cái đập thủy điện này kia ngoài miền Bắc rất là nhiều, những cái hồ nữa, thì những cái hồ đó rất là sâu và rộng ha. Thì những anh em mà mình đánh con nhái hơi á, mình đánh con V4, Hunter V4 này đi chẳng hạn, đánh con nhái hơi thì nó rất là chậm ăn. Lại lý do là cá thường nó ở dưới đáy hồ rất là nhiều, nước sâu quá nó không đánh cho nó. Nhưng mà thường những anh em mới á, mới là mình sẽ cứ mặc định là câu cái cá lóc là phải câu bằng nhái đó, nên anh em lấy con nhái giả này nè, mồi nổi nè, anh em ra lua hoài luôn, lua tới lẫn luôn lua tới lẫn luôn mà chưa dính được cá nữa đó. Thì đây là cái video thường hướng dẫn cho người mới đó, nên những anh em nào cao thủ mà xem mà có gì thật nó có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua ha. Đây, người mới ta chả có biết gì cả, thì đâu phải ở đâu cũng có dân câu lua hết đâu mà để học hỏi kinh nghiệm ha. Thì đối với những cái ao đó, những cái ao sâu thì mọi người nên đánh cái mồi giả, đó là con cá sắt, con cá sắt nha mọi người. Và con cá sắt thì nếu mà chọn xuống câu thì nó quá là dễ rồi, nhưng mà câu cá sắt nó cũng phải có kỹ thuật riêng của nó, kỹ thuật riêng. Thì mỗi người mỗi anh em câu đều có một cái thường anh em câu dính cá, anh em sẽ rút một cái bài học, rút cái kinh nghiệm, thì mỗi anh em có điều có kinh nghiệm riêng. Thì Thuận có cơ hội là Thuận bán tiệm, Thuận câu cá, Thuận giao lưu, Thuận lên Facebook, Thuận học hỏi những anh em, thì cộng với mình đi thực tế mình đúc kết ra nhiều cái kinh nghiệm. Thì hôm nay Thuận sẽ xin chia sẻ với những anh em mới câu ha. Đây là cái con cá sắt nha mọi người. Cá sắt thì con cá mà căn bản nhất á, đó là con Ohichi, Fishem và Cicada, ba con cá sắt huyền thoại. Thì sau đó là Trung Quốc nó mới ra những cái loại cá chì, cá kia, những loại đó mình không nói. Thì về căn bản á là cá sắt nó sẽ có hai mẫu, Ohichi và Fishem là hai cái mẫu nhạy nhất, action nó đẹp nhất. Thì đây đó, đây là con Thuận đang cầm trên tay là con Ohichi nha mọi người, thấy không? Ohichi nó sẽ như thế này đây. Thì đây là con Ohichi, mọi người thấy nó có hai lưỡi như thế này không? Hai lưỡi và ba lỗ trên lưng, ba lỗ trên lưng. Thì ba lỗ nó sẽ tương đương như thế này, lỗ trên đầu mình móc thì con cá khi mình chọi xuống. Đây Thuận sẽ demo thử cho mọi người xem ha. Đây là cái mani chiên lua nha mọi người. Đây, lỗ trên đầu mình móc thì con cá sẽ như thế này. Đại loại là khi mình kéo cái đầu nó sẽ hơi ngẩng lên tí xíu, cái đầu nó sẽ, cái đầu nó sẽ hơi ngẩng lên như thế này nè. Đó, nên là thí dụ như, giả dụ như cái địa hình này là của mình cái ao sâu, nhưng mà ở dưới nó có nhiều gác hoặc là nhiều lá cây, thì khi mình đi sát đáy nó sẽ dướng lá cây á, thì mình sẽ móc lỗ trên này cho nó đi hơi lưng tí xíu, lỗ giữa và lỗ cuối, cái lỗ cuối cùng á móc là con cá nó sẽ chúi xuống như thế này nè, nó sẽ ghi xuống nước giống như nè, nọ thấy chưa, đi một đường giống như nè mọi người. Đó, thường thì Thuận là Thuận câu cái lỗ cuối, tại vì cái lỗ cuối là cái lỗ action nó mạnh nhất và nó đi sát đáy nhất. Thì nó, cái con cá sắt này á, nó có hai cách để câu, hai cái nó có cái mẹo như thế này. Con cá sắt này bên Thuận bán á, là cái con là cái foil inox,
nên là mọi người có thể là cạo ra. Đây Thường sẽ cạo thử cho anh em coi nha. Mình có thể đây Thường có một cái con Thường cạo sẵn rồi. Đây mình nó sẽ cạo nó ra như thế này đây. Mình lấy cái dao cái kéo gì cũng được. Mình cạo cái lớp sơn ngoài ra thì nó sẽ ra cái lớp inox sáng như thế này. Mình chỉ chừa lại cái đầu nó thôi nha mọi người. Đó, thì khi xuống nó sẽ những cái ao mà dạng như ao tối á, những ao mà nước hơi xanh, nước hơi đen á, ao tối á, ao tù ở động mà nó hơi tối á, thì mình sẽ câu con này. Thì câu buổi trưa nắng chiếu vô nó sẽ sáng ở dưới. Đó. Thì cũng giống như là tại sao mình phải làm như vậy? Nó cũng giống như là những cái con mồi gót tuôn. Đây. Nó cũng giống như con Hunter V4 này, tại sao người ta lại làm cái thìa cho nó? Nó tạo ánh xanh với lại nó tạo sự chú ý. Cái thìa này là bằng inox nè, sáng nè. Nó nên cái sắt thì mình cũng sẽ làm như vậy. Thì sẽ có hai cái trường hợp. Có hai cách để mọi người câu ha. Theo như Thuận khuyến cáo anh em á, thì anh em nên là câu hai loại cũng cùng là một hồ, nhưng mà anh em câu một cái loại là anh em để nguyên sơn original của nó, tức là nguyên cái sơn nguyên bản của nó, thì nó ngộ lắm. Nó có hồ nhiều khi bữa cũng là cái hồ đó, nhưng bữa nó ăn cái loại có sơn, ăn cái loại màu này, cái bữa cạo với trắng xác thì nó lại ăn rất là mạnh luôn đó. Nên là anh em một con cạo một con không cạo, hoặc là anh em cạo một con là cạo nửa một bên thôi, cạo một bên đây nè, bên đây không cạo đó. Thì đây là một cái mẹo nhỏ anh em, một số anh em đã thử và đánh giá với Thuận rất là ok rồi. Cái này là Thuận cũng học hỏi người khác, Thuận chia sẻ lại thôi. Và đây là cái kỹ thuật mình câu con mồi sắt. Câu con mồi sắt á thì mình sẽ chọi ra, mình sẽ chọi ra cho nó chìm xuống. Đây là mọi người nhìn tưởng tượng cái đáy màn hình của mình là cái điểm cuối của màn hình của Thuận là cái đáy ao nha. Mình sẽ chọi ra cho nó chìm xuống. Mọi người đợi cho con cá sắt nó chìm xuống tới đáy. Nó chìm xuống tới đáy nó sẽ làm khịch một cái, mà dây của mình nó sẽ đứng yên là nó không trôi nữa, thì mình sẽ biết nha. Anh em sẽ kéo, anh em sẽ thu vô gì nè, chậm đây đó. Nhưng mà nếu mình kéo hoài thì con cá sẽ đi như thế này, nó không đi sát đáy nha. Đi mình kéo hoài mà sẽ đi lên thế này nè. Thì những cá nó nằm sát đáy nó sẽ chậm ăn. Nói chung là cũng dính nhưng mà ít. Thì anh em sẽ câu như thế này. Mình chọi cái sắt xuống, tủm chọi xuống nằm tới đây, đúng không? Thì mình kéo khoảng chừng 1m, 2m để cảm nhận ha. Xong lần cá bắt đầu nhóng lên cái gì, mình sẽ ngưng lại. Ngưng lại một cái cho con cá nó chìm xuống tiếp tục. Nó chìm lại sát đáy như đó. Chậm nó lên nữa, ngưng lại. Rồi nó cứ tiếp tục thế này nè. Đang dưới đáy nè. Kéo sẽ đi lên, ngừng lại cho nó gớt xuống, lên, đó, nói gì đó. Thì đối với cái con cá sắt này thì anh em cào càng sát đáy càng tốt, và mình kéo càng chậm càng tốt. Những em con mới đứng có thể bị cái ấy là mình kéo khá nhanh, cá nó sẽ phải nói là theo không kịp, và nó sẽ có cái phát là phực một cái, tức là nó liếm hụt. Nó liếm nhưng mà không ấy. Còn cái này á, mình câu chậm á, cá nó nuốt nguyên con trong cái miệng nó giống như nè. Đó, nó bắt kịp con cá nó nuốt nguyên con luôn. Thì đối với Thuận á, theo Thuận cảm nhận á, Thuận đang cầm bộ 999 nha. Thuận cảm nhận á, đánh cái con cá sắt này á, đánh cái bộ mấy ngàn trời phê hơn. Ách xanh nó đúng ách xanh hơn, con mồi đi chậm đúng ách xanh hơn mọi người. Đó. Thì Thuận đánh cái bộ mới đứng rồi. Nhưng tuy là dòng tua bọn mới đứng cũng hơi thấp, nhưng mà cái tay mình nó quay nhanh quá và đi khá là chậm. Ủa vậy, đi khá là nhanh nên là mình không có dính được nhiều cá ha. Thì những anh em hỏi Thuận á, mình câu con cá sắt này á, thì nó có gác ở dưới đáy nó dính rồi sao? Giờ nó dính là phải chịu thôi chứ giờ đâu có ấy cách nào được. Và anh em lua những cái ao mà nó trống đúng không? Anh em lua mà từ cái lúc mà anh em chọn cái sắt xuống, anh kéo vô mà nó tạo thành một cái đường tim, nó tạo tim thành một đường luôn, tức đi sát đáy á, như vậy là ok ha. Đó, như vậy là hợp lệ. Thì đây là một cái chút ít cái kinh nghiệm bản thân cộng thêm học hỏi của anh em bạn bè trên hội cái ABC các kiểu, đúc kết ra chia sẻ cho những anh em mới tập chơi. Anh em nhớ nha, những cái địa hình sâu
những cái ao lắng hồ thủy điện ABC. Anh em câu con nhái hơi nó rất là ít táp, anh em phải câu một con mồi này nha. Với mình phải chọn đúng mồi đúng địa hình thì khả năng dính cá mình sẽ càng cao. Đó, bây giờ mình Thuận sẽ làm demo thử một cái cho anh em xem ha. Đây, từng câu lỗ cuối nha mọi người. Đó, chọi xuống đợi cho nó chìm tới đáy nha. Rồi, mình sẽ đợi cho nó chìm tới đáy. Ok, mình thấy nó chìm tới rồi, mình sẽ nè, đây kéo nè, chậm nè, thấy không? Con này tua nó thấp nha, con này 6.2 à, xong mình sẽ ngưng lại tí xíu, chậm cái nữa, ngưng lại, giống như là ở dưới nước, giống như là con cá nó sắp chết vậy đó, nó cứ bơi rồi nó chìm, bơi rồi nó chìm, sắp chết vậy đó, đó, ngưng lại, và khi mà anh em lua để ý, anh em lua mà cái đọt cần mình nó gung gì nè, tức là đúng ếch xanh ha. Đoạn cá dưới nó đang lắc, đang bơi đúng không? Thì con cá lóc nó mới ăn. Còn mình đang lua mà mình thấy cái đọt cần hết gung á mà con cá nó đơ á, thì do là nó dướng lá cây. Nó dướng lá cây thì anh em đừng kéo lên luôn. Mình giật mạnh phát thì nó sẽ ra ha. Nó không ra thì mình kéo lên. Đó, thường là mình sẽ giật mạnh phát. Và anh em mới chơi để ý giùm Thuận nha, đây là cái lưỡi BKK, anh em còn gọi là lưỡi ba tiêu ba chia, nhiều cách gọi lắm. Cái lưỡi này nó dính vô rồi mà phải dùng kìm gỡ nha, kìm gì cũng được, miễn là kìm là được. Em phải dùng kìm gỡ chứ mình không gỡ tay nha, mình gỡ tay là đã rất nhiều trường hợp rồi, dính vào tay cho mọi người rất nhiều trường hợp rồi đó. Đây đó, chìm xuống, kéo dài qua đường, có thể nhóng lên gì cũng được, nó chìm xuống nữa. Đó, thì cái này nói chung là rất, đây chỉ là một trong rất là nhiều cách câu. Đó, nhưng mà anh em người mới chơi mà cỡ nào nếu mà câu dính cá là quý rồi.